ra xem có làm ăn gì nữa không. Thì làm cái chốt hạ đi. Nhìn cái mõm nó sứt nhìn cho buồn cười. Không cho bản hôm nay sẽ cho lấy giống cái nệ sẹo đây cho mọi người ngắm cái con lõm trước, quá đẹp luôn. Cặp ép không hơm mông cọc chó bản màu vàng. Sẹo lõm F0, sẹo có húc vào chỗ nào không mà mõm sẹo hơi đỏ đỏ này. Thả mà xích ấy thôi. Thế xích dây chắc nghịch húc vào chỗ nào đấy. Mở cửa chuông mà. Sẹo và lõm. Lõm quá đẹp luôn. Hôm nay thả giống lần thứ ba, không biết là hôm nay là còn gì không? Miệng chắc cắn nhau hay chỉ chứ. Hai đứa chơi đây. Thôi Sẹo ra chơi với anh Toàn. Anh Toàn đang gọi kìa. Anh Toàn đang gọi.
có lẽ là được rồi. Hết mùi nó bỏ qua luôn. Nhảy nô. Đánh nhau vẫn đang chảy máu, vẫn đang liếm hay sao? Đang liếm. Sứt lợi. Hết mùi là thôi bỏ qua luôn. Xem. Cái nó cũng không gạ nữa, con cái nó cũng không gạ con được như hôm trước. Hôm trước là nó cứ nhao ra nó gạ nó. Này không gạ nữa. Chèo ra xem có làm ăn gì nữa không. Thì làm cái chốt hạ đi. Nhìn cái mõm nó sứt nhìn cho buồn cười. Rồi, chính thức là cái cặp này đã lấy giống xong. Hôm nay là được không quan tâm nữa. Cái cũng không có quấn được. Luôn. À, nhiều khi nó cũng lờ vờ một tí. Lờ vờ một tí rồi mới... Đó, ui sợ. Nó còn bùng gãi. Sợ đang có cái vết sứt ở mũi. Vì hôm trước đi phá chuồng. Nó sứt ra hôm nay nó mới lộ cái lớp da nó bị sứt. Rụi mõm vào chuồng.